Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với những công việc hàng ngày liên quan đến việc chăm sóc và nuôi dưỡng cho bệnh viện Đức của chạy chó Công Phan. Thì hôm nay ba anh em mình sẽ tiếp tục công việc buổi sáng của ngày chủ nhật. Hôm nay là sẽ đem bầy chó ra để xô và chụp hình để tìm đến những chủ nhân mới. Thì bầy này thì bố mẹ là bố mẹ thuần và lông thì lông đờ mi, đã tiêm 2 mũi vaccine và đã sổ giun 2 lần. Thì nhân tiện cái video này thì em cũng xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả những anh chị cô chú đã ủng hộ cho trại những cái bầy trước mà trại đã đăng lên trên YouTube, thì mọi người cũng đã ủng hộ và mọi người cũng đã mua hết. Thì hôm nay cái bầy này nó cũng được 2 tháng và đến tuổi xuất được rồi, thì anh em bọn em sẽ quay lên để cho mọi người lựa chọn. Ok, giờ chúng ta sẽ đi xem nhé. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ xem sơ qua một vòng tất cả cái số chó nha mọi người. Đấy, Công Phi sáng sớm thì đang phải giỡn với chúng để thu hút cái sự chú ý đây. Đấy, bài này thì nó nghịch lắm. Ê, chơi banh này. Ok, thì em đầu tiên là một em đực nha mọi người. Đực này là khá là đẹp. Đấy, thì mọi người cứ xem và có bác nào ưng thì cứ liên hệ trực tiếp với cái số điện thoại em sẽ để bên dưới cái video này. Mọi người sẽ liên hệ và sẽ được chạy tư vấn. Ok, và đây là em cái thứ hai, lông đờ mi dài. Đấy, bọn này nó nghịch lắm, khá là năng động. Và tiếp theo là con đực thứ ba đây. Em này cũng lông đờ mi dài. Đấy, bà bây giờ đang xô dáng cho mọi người xem nè. Bé thôi nhưng mà cũng đã có cái dáng vóc của cái dòng của nó rồi đấy. Rất là phá. Ok, và em này là em thứ tư, là một em cái nữa nha mọi người. Đấy, cô bé rất là xinh xắn. Thôi thả ra cháu chạy mà. Hello baby. Ok, và bây giờ là con thứ 5 rồi mọi người. Con này là con đực nha. Đấy, khá là thích với cậu mập. Cậu mập rờ là rất là khoái. Đó, thì bầy này thì nó gồm có 6 con thôi và cũng được 2 tháng vaccine và sổ giun thì đã tiến hành làm hết rồi. Lỗi kỹ thuật mà chạy mà tèo rồi. Đây, đây.
này thì 3 tháng tuổi, cái này là hậu duệ của Thilo nha mọi người. Không có cùng bày với 6 con kia đâu. Tiện video này em cũng đưa lên cho mọi người xem luôn. Em này 3 tháng thì nhìn cái vóc dáng nó to hơn hẳn mấy em kia. Đang khám phá thiên nhiên. Hậu duệ của Thilo luôn. Là em này là một em đực 2 tháng 10 ngày. Thì bây giờ chạy còn được 3 em của hậu duệ của Thilo còn lại đây. Giờ thì tiện video cũng share cho mọi người xem luôn. Show đi Pháp. Trong thì phá lắm mà ra ngoài nó cứ này này. Đang lạ. Này dép này cắn đi. Đây. Đây là con đực thứ hai, cũng là hậu duệ của Thilo luôn. Anh em với con đực vừa rồi đó mọi người. Đấy thì công việc buổi sáng chủ nhật ngày hôm nay chỉ có vậy thôi. Và vừa rồi là một bầy 6 con. 6 con của bố mẹ là bố mẹ Thuần. Và một bầy 3 con là bố mẹ Thilo. Thì nếu có bác nào mà mình muốn mua thì mình cứ liên hệ trực tiếp với cái số điện thoại em để bên dưới video. Thì để sẽ có người tư vấn cho mọi người. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Chúc mọi người có một ngày chủ nhật nghỉ ngơi vui vẻ bên gia đình và bạn bè. Ok, hẹn gặp lại mọi người.